Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Khi nhắc tới bang hội mạnh nhất Isga, người ta sẽ nhớ tới một ông vua phá hoại Nasu, bậc thầy biến thái thích chuộng cời Grey, chỉ đại quyền lực Urza, waifu quốc dân Mirazen, vân vân và mây mây. Tương tự như vậy, nhân vật được cả thế giới ma đạo sĩ nể trọng với biệt tài tấu hài xuyên biên giới, những câu nói để đời hay những pha xử lý đi vào lòng đất, kẻ được mệnh danh là thánh bú liếm, thánh chôn của Fairy Tail, hoàng thượng Happy. Là một chú ma hề đích thực, chỉ cần cái mặt mồm lèo da xanh xuất hiện là y như rằng nơi đó không khác nào rạp xiếc trung ương. Ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất, Happy vẫn biết cách làm thế nào để những người xung quanh phải cười sờ mờ lờ. Đi kèm mấy cái nết trời ban và tinh thần cà khịa bất chấp, dường như thứ tài năng này là thiên phú, nó á thấm vào da thịt, không một ai có thể thoát khỏi tầm mắt của mèo đực. Từ đồng đội, đối thủ cho tới những kẻ được mạng xã hội đồn đại là không nên động vào, chỉ cần anh mèo xanh có mặt là mình anh chấp hết. Hôm nay mời các bạn cùng mình tìm hiểu những pha cà khịa đỉnh cao của Happy. Một trong những nhân vật số nhỏ thường xuyên trở thành trò đùa của mèo đực không ai khác ngoài chị tóc vàng. Không ít lần Happy body Samsung cô một cách nặng nề, điển hình như lần đóng vai Grab, mèo xanh luôn chê Lucy quá nặng đến mức xỉu ấp xỉu đau. Thậm chí Lucy còn trở thành thước đo tiêu chuẩn như cái lần nhận nhiệm vụ chuyên chở cho Gazil ở Edolat. Happy đã nói anh rất nặng nhưng vẫn không nặng bằng Lucy, một câu nói mang tính tự hủy cực mạnh. Nếu chị tóc vàng nghe được, hậu quả chưa biết sẽ kinh khủng đến mức nào, có khi là ngang ngửa với cơn thịnh nộ của chị đại không biết chừng. Ngoài Happy, có lẽ chẳng ai đủ khả năng khiến Lucy muốn chôn sống. Cậu thường xuyên cà khịa về sự ảo tưởng, cười cợt trên nỗi đau, đem những chuyện xấu hổ kể cho người khác, tự tiện đọc tiểu thuyết, lục tủ quần áo và vô vàng những thứ trời ơi đất hỡi khác. Trong vô vàng những pha tấu hài nhắm đến chị tóc vàng, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là pha gợi ý về việc Natsu đang khoe hàng khiến một cô nàng ngây thơ vô số tội phải đỏ mặt. Tuy là một kẻ có tâm hồn khá đen tối, ưa thích những chuyện hại não, thường xuyên mang tới rắc rối, nhưng Happy luôn được yêu quý, một phần vì cậu là thuyền trưởng số 1 cho chiến hạm vững chắc Nalu. Số lần Happy cà khịa cũng như đầy thuyền hai con sen, có thể nói là nhiều như số người biết tới cậu bé mập mạp thích xem xẻ. Không chỉ dành sự ưu ái cho chị tóc vàng, mà các tên linh thuộc quyền sở hữu cũng phải gánh chịu số phận tương tự. Lần đầu thấy Aquarius, Happy đã tỏ ra thèm thuồng vì trong mắt một con mèo mê cá, mỹ nhân ngư cũng chỉ là một con cá biết nói mà thôi. Thậm chí mèo xanh còn muốn Lucy thường xuyên gọi Bảo Bình ra chơi, nhưng sau khi biết nàng tiên cá này tính nóng như kem, Happy chỉ nên khiếp sợ và gọi Aquarius là bà chặn lửa. Một trường hợp khác là cự giải, cũng từng bị xem là đồ ăn, cho đến khi biết đây là thanh niên trong trang phục cua, tự nhận là con tôm, lại quay sang tỏ vẻ thất vọng. Chơi tàu rớt quá dê sờm, gửi ý cho Lucy về hình phạt dành cho Virgo, nằm ngủ trong khi Capricorn đọc thơ. Trong khi Happy tỏ vẻ hiểu biết, cho rằng Gemini quá ghê gớm khi lúc nào cũng muốn biến thành Lucy trong bộ dạng quấn khăn tắm, thì anh đầu lửa vẫn ngơ ngáo như mọi khi. Tấm chiếu mới Natsu nhiều khi không thể so sánh với Happy về những chuyện hay ho như thế này. Hậu quả của việc chọn sai nền văn minh là ăn hành ngập mồm bởi những mong muốn thầm kín từ các tinh linh, không chỉ tinh linh của Lucy mà còn tinh linh của Yukino. Libra cho ăn trọng lực SML, Pisces đã kích sự tự tôn của một con mèo bằng cách nhai luôn Happy. Loki cũng hay bị ghép cặp với Lucy, đôi lần cậu còn dùng nó để cà khịa sự đào hoa của chàng trai sư tử. Ngoài việc gắn ghép lung tung, đem chuyện tình cảm ra pha trò, Happy cũng đôi lần không sợ chết, cà khịa người đáng sợ nhất Fairy Tail, Urza. Dù biết trước kết quả không mấy khả quan, nhưng khi ảnh hưởng đến hàm răng, nhưng với tinh thần của một dân chơi, không cho phép Happy bỏ qua một ai. Trong nhiệm vụ tại bữa tiệc khiêu vũ, khi người người nhờ nhạc cố gắng tập luyện, Happy nói rằng bất cứ ai nhảy cùng Urza, sớm muộn cũng lên bàn thờ ngắm gà, đó chính là nguồn gốc của cái tên Quỷ Vũ. Và đúng như thế thật, Nasir rồi tới F-Man lần lượt được trải nghiệm điệu múa chết chóc mà có lẽ từ đây cho tới cuối đời chưa chắc đã quên được nó. Không cần nói đâu xa, ngay trong lần đầu tiên giới thiệu về Urza, Natsu và Grey mô tả không trượt phát nào những điều kinh khủng. Ngay sau đó còn được Happy bồi thêm những lời lẽ đao to búa lớn, làm cho Lucy liên tưởng đến một con quỷ chứ chẳng phải con người. Cà khịa sau lưng mới chỉ là phần mở đầu, cà khịa công khai chọc tức ngay trước mặt mới là đỉnh cao. Trong lần hiếm hoi gặp lại crush của mình, không áo giáp, không vũ khí, không hung dữ, không đặt nặng sự nghiêm khắc, Urza như biến thành một con người khác khi đứng trước người đàn ông của cuộc đời. Sau khi tâm sự cùng Chela và nhận được lời nói dối phủ phàng từ Crush, Urza ngồi thẫn thờ một mình, nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ. Happy như hiểu được tâm ý, đóng vai người bạn thân tìm cách an ủi giúp Urza vui vẻ trở lại. Một hình vẽ trái tim rạn nứt, một nụ cười đầy mùi cà khịa. Điều này chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt hẳn vào Urza, khiến con quái vật đang ngủ yên phải thức giấc. Kết quả thì ai cũng biết, Happy được tìm thấy trên mặt trăng cùng với sự hiện diện của một nhân vật nào đó tóc xanh chưa rõ tên.
Gray thường được biết đến với tật xấu, được cho là biến thái, thích chuẩn cời. Tuy nhiên, đối với Happy, đây chính là nguồn cảm hứng cho sự nghiệp cà khịa vô tận. Không ít lần những câu chuyện giữa cả hai xoay quanh việc Gray khoe hàng. Cái lần hoàng tử băng bị khịa đau nhất có lẽ là lần anh đi theo Lucy, một thằng con trai mặc một cái quần đùi, tối đêm đi định mò một cô gái, chẳng khác nào một kẻ theo đuôi biến thái. Kết quả bị thằng đầu lửa dần cho một trận vì cái tội dám theo dõi ghệ của anh. Hay một lần khác, chứng kiến cảnh Gray vì một cô gái lạ mà đánh nhau với Natsu, Happy cũng không quên ship luôn hai con người không liên quan lại với nhau, sau đó nhắc nhẹ cái tên Juvia, như để nhấn mạnh việc anh ngó lơ em gái mưa là do anh để ý một cô gái khác. Tuy vậy, trong ác này, hai người đã tiến đến gần nhau hơn thông qua ma pháp kết hợp cực đẹp mắt, có lẽ một phần nào đó là nhờ công sức cà khịa đỉnh cao của Happy. Không chỉ Gray, nàng công chúa của anh cũng phải chịu thua trước những lần thêm mắm dặm muối tạo drama và chuyện tình chưa tới đâu của cả hai. Không biết trong trường hợp Happy lỡ lời nói ra câu chuyện tự biên tự diễn về lý do Gray bỏ nhà theo gái cho Juvia nghe, không biết hành động tiếp theo của em gái mưa sẽ như thế nào nhỉ? Khả năng cao là đánh ghen quy mô cực lớn với lý do hết sức của chuối vì nghe theo mồ lèo màu xanh. Asu và Happy ăn ngủ cùng nhau, đồng cam cộng khổ, cùng nhau trưởng thành, có thể xem là thân thiết như anh em ruột, ấy vậy mà vẫn không thể thoát khỏi số kiếp bị cà khịa. Happy thường xuyên xoáy vào sự kém thông minh, gọi thô là ngu dốt của Natsu. Những lần giáo sư Happy xuất hiện là giải thích về các loại ma thuật, một cái gì đó mà Natsu nghe không hiểu. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Lucy, Happy như có thêm một công việc thường nhật phải làm mỗi ngày, chính là đẩy thuyền cho hai anh chị, bất chấp điều kiện. Ở đảo Tenro, Happy luôn khẳng định tình cảm của Lucy và Natsu bằng những câu cà khịa chất như nước cất. Điển hình như khi Natsu và Lucy quá hiểu ý nhau, câu chuyện liền được chèo lái theo chiều bồ kết nhau. Trong cái lần Natsu bị teo nhỏ, Happy chẳng những không tìm cách hóa giải mà còn thản nhiên trêu chọc kích thước thua cả em bé của thằng bạn thân. Ngay từ lần đầu gặp mặt, có lẽ Happy đã có thiện cảm với Lucy và gần như biết rằng đây là con sen thứ hai của mình. Bằng chứng dễ nhận ra nhất chính là mang danh bạn thân thằng đầu lửa, nhưng cứ có việc gì là auto nói với chị tóc vàng. Có được thằng bạn tâm lý như này, trừ những lúc nó nổi máu cà khịa, tính ra nuôi nó cũng đáng đồng tiền bát gạo. Nếu Natsu không phải quá vô tư mà vô tình bỏ qua cảm xúc dành cho Lucy, thì dưới bao lần tác động từ Happy, có lẽ Friendzone sẽ chẳng bao giờ được nhắc tới. Như đã nói, Happy chính là người duy nhất đủ sức cản bước ma gaming. Với tài thọc gậy bánh xe, không cần suy nghĩ, cà khịa đã trở thành đam mê in sâu vào tâm trí. Những hành động tưởng chừng bình thường đến tầm thường, chỉ cần không thích vẫn bị Happy cà khịa như thường. Cánh cổng mở quá lâu, có thần chú quá rườm rà, ký giao ước mà chẳng có gì đặc biệt, làm mấy trò múa may quay cuồng, lập tức ăn khịa. Thân nhau quá nhưng không phải người yêu, khịa ngủ chung nhà trên dưới chục lần. Suy nghĩ về nhau quá trong sáng, khịa. Quá ảo tưởng, khịa. Mơ mộng về tình yêu quá lố lăng, khịa. Quá xấu hoặc quá giống một con vật nào đó, khịa. Đồng minh đồng loại biết làm những chuyện bình thường, ví dụ như Kala biết làm bánh kem, khịa. Ăn mặc hở hang kỳ lạ, ngộ nghĩnh như chị tóc vàng, khịa. Không chỉ cười thầm sự yếu kém của đồng đội, mặc dù bản thân cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí nhiều lúc còn trở thành gánh nặng, Happy còn là khịa thành viên của các hội khác. Nếu có cuộc thi, ai là người có thể khiến người khác cay cú chỉ với một vài câu nói, có lẽ Happy và ta auto được giải nhất mà chẳng cần phải thi. Đôi khi Happy cũng có những kế hoạch đi vào lòng đất, khi những ai chứng kiến cũng phải đặt dấu chấm hỏi về những gì thực sự tồn tại bên trong cái đầu đen tối kia. Trong cuộc thi tìm kiếm mỹ nữ của hội Fairytale, Happy đã gián tiếp biến một người có cơ hội chiến thắng thành mất luôn cơ hội. Trước đó vài ngày, Happy đã cho Lucy biết về sự kiện Miss Fairytale và nói rằng nó có thể giúp cô trả tiền nhà. Với một con đổ nghèo khỉ như Lucy, không gì hợp lý hơn việc kiếm tiền, có đồng ý cả hai tay hai chân. Thật ra, việc cho Lucy biết về cuộc thi cũng chủ yếu xuất phát từ ý định ăn chực, xem nhà chị tóc vàng như nhà của mình, tự do đi lại, xài đồ chùa, ăn ngủ miễn phí. Và với cái bao tử không đáy của Happy và Natsu, nếu Lucy thắng, cả hai kiểu gì cũng được hưởng ké, tìm cho người ta cơ hội để làm lợi cho bản thân, vậy mà lại bảo người ta ham tiền, đúng là thứ mồm lèo. Pha tự hủy mang tính quyết định từ Mirazen, mèo xanh trong cơ thể waifu Mira làm các thành viên của hội Fairytale suy sụp, ngay sau đó là khuôn mặt bo đôi của Gazil khiến chị tóc trắng chính thức mất cơ hội và Erza là người được giải nhất. Có vẻ trong suy nghĩ của Mira, mồm lèo lông xanh rất dễ thương nên mới quyết định sử dụng nó để làm tiết mục biểu diễn. Mira cũng từng dạy cho Happy cách sử dụng thuật biến hình. Hình mẫu lần này không ai khác ngoài Lucy. Và với tài năng cùng với ý chí sinh tồn không thể ngăn cản, Happy dễ dàng biến thành chị tóc vàng. Nhưng phiên bản này có vẻ hơi lỗi. Điều này chờ khác nào đang cà khịa sự tự tin và nhan sắc từ thiếu nữ nhà Hedphilia. Vừa rồi là những lần cà khịa tấu hài đỉnh cao của Happy. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like cũng subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.